Huấn luyện viên Philippe Chuissier đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong sáng ngày 27 tháng 2. Những ngày cuối tháng 2 năm 2023 sẽ còn được rất nhiều người nhắc đến sau này nếu như vị chiến lược gia người Pháp đạt được những thành công với bóng đá Việt Nam trong tương lai. Với mục tiêu lớn và đặc biệt nhất đó chính là có vé dự World Cup 2026. Giấc mơ World Cup có lẽ vẫn còn là xa vời với người dân Việt Nam, cho dù chúng ta đã từng vào đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Tuy nhiên, thầy Chuissier thì lại nghĩ đó là điều nằm trong tầm tay và hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Mục tiêu dự World Cup là lý do tôi chấp nhận đề nghị về công việc. Con đường sắp tới sẽ không bằng phẳng. World Cup 2026 có 48 đội và sẽ cho bóng đá Việt Nam thêm nhiều cơ hội. Tôi học được nhiều điều về cách vượt khó khăn hơn là sự thành công. Tôi đến đây và làm việc cùng với nhiều bên khác nhau. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam thăng tiến đáng kể và gặt hái rất nhiều thành công. Điều đó khiến cho người kế nhiệm như huấn luyện viên Chuissier sẽ gặp nhiều áp lực. Dù vậy, với một người đã từng gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam và có sự chuẩn bị nhất định, vị chiến lược gia người Pháp tin rằng mình sẽ phát huy, làm tốt và vượt qua những giới hạn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park Hang-seo đã có được những thành tích tuyệt vời 5 năm vừa qua. Tôi cần vượt qua giới hạn của người tiền nhiệm và đối diện với thử thách ở cấp độ cao hơn, đồng thời giữ vững vị thế của bóng đá Việt Nam. Tôi nhấn mạnh sẵn sàng tinh thần để đối diện với các thử thách và đội bóng mạnh hơn nữa. Trước mắt, nhiệm vụ đầu tiên của huấn luyện viên Philippe Chuissier sau khi nhận lời làm huấn luyện viên các đội tuyển Việt Nam sẽ là cầm đội U23 Việt Nam dự SEA Games 32 tại Campuchia. Chỉ là một giải đấu khu vực, nhưng ông Chuissier vẫn đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng để làm quà ra mắt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. SEA Games là mục tiêu đầu tiên của tôi. Tôi luôn muốn giành chiến thắng và tôi muốn truyền động lực chiến thắng đến các cầu thủ. Mục tiêu cuối cùng là giành huy chương vàng, nhưng người chiến thắng chỉ có một. Ngoài ra, vẫn cần quan tâm đến lối chơi, tinh thần và sự nỗ lực. Để sớm hoàn thành những mục tiêu đề ra khi nhận lời ngồi vào ghế nóng, thì một núi công việc đang đợi ông Chuissier trước mặt. Ngày 1 tháng 3 tới, chiến lược gia người Pháp sẽ chính thức bắt tay vào công việc huấn luyện khi cùng với U23 Việt Nam hội quân và một tuần sau đó là ra mắt đội tuyển quốc gia.